Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when anh em, chào mừng về tới với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì chúng ta mình lại đưa anh em xuống khu cảng đây. Tiếp tục là những cái series solo squad của mình thôi. Thì anh em nào mà vừa mới vào clip hoặc là vừa mới tới với channel của mình, đừng quên để cho mình một like nha. Cũng như là anh em cũng là như mọi hôm đi, anh em nào đang xem like đến cái đoạn à đâu, lại bổ xem like, xem clip anh em ạ. Đến cái đoạn này thì đừng quên bấm cho mình xin một like nha. Và nhớ comment cho mình một cái để cho video của mình sớm được đề xuất. Ok. Thì lúc nhảy xuống thì cũng khá là đông vui anh em ơi. Ok, M4 này đây rồi. Mình sẽ đẩy dần sang cái khu cảng dưới. Hình như mình nghe thấy tiếng bên này. Hình như anh em ạ. Nghe thấy thì phải sang luôn anh em ạ. Tóc không xoăn thì làm sao phải xoắn. Chơi luôn đi chứ ngại ngần làm cái gì. Bây giờ thì mình sẽ đẩy sang luôn. Đâu rồi? Vừa lại bắn nhau kinh lắm mà. Ai nhắn tin cái giờ này vậy? Chạy này. Uầy, bạn này solo squad anh em ạ. Đang công với cái team bên trên. Solo squad. À, không phải solo squad. Team này chắc bị clear còn một ông thôi anh em. Tranh thủ đẩy sang luôn anh em ơi. Đâu hết rồi. Vừa lấy combat ở đây khá là căng. Ủi xác này. Ủi đúng là vừa combat thật anh em ạ. Mấy ông này chạy đi đâu hết rồi ta. Vừa vẫn gọi là súng ống nổ òm òm ở đây cơ mà. Sao tự nhiên vắng lặng thế nhở. Nghe hơi bị sai sai rồi anh em ạ. À đây rồi. Trong kho anh em ơi. À trong kho công vào luôn này. Thanh niên, một ông nó chạy vào. Anh ơi bình tĩnh rồi. Hết đạn rồi phải không? Này thì hết đạn này. Làm sao mà kịp rút cây súng thứ hai bạn ơi. Tầm này thì vào đấy mình đợi đúng thanh niên này hết đạn thì mình công ra. Bạn ấy chỉ có bó tay thôi anh em ạ. Khá thơm. Vẫn còn anh em ơi, chưa thể nào mà clear được. Vẫn nốc mà. Có X6 mini này, đổi hết anh em ơi. Đây rồi. Dồn với cái X3 đã sấy cho nó mượt anh em ạ. Bây giờ thì mình đi tìm nốt mấy cái thanh niên còn lại anh em ạ. Cũng để cho mấy ông này gọi là lôi nhuy ở trong cái cảng. Khu cảng này là mình thầu hết rồi. Đi tìm đã anh em. Hình như có ông ngồi trên. À đúng rồi. Cái gì? Sao lại đứng lấy kê ai vậy? Đẩy sang luôn anh em ơi. Ông ấy đang kê ai vậy ta? Đang kê ai nhở? Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Quyến rũ. Có tiếng chân rồi. Đồng đội của ông này tới. Đồng đội của ông này tới. Rồi vẫn còn tiếng chân. Đâu rồi? Này, này. Một cứu vẫn còn một tiếng chân nữa anh em ơi. Nốc 3 rồi. Chỉ còn một tên nữa thôi. À chạy vào cũng gần rồi. Đâu rồi? Ô thanh niên này. Ô đập đá à bạn? Sao lại chạy vào đây để đứng ở giữa đây để cho mình bắn vậy? Thôi có gì đó sai sai nha. Thế là team này nguyên 4. Còn tiếng chân. À công sang à? Cái này thì công sang này. Trời ơi. Cứ tưởng ăn đủ. Cứ tưởng là có team công sang, hóa ra là chỉ có bốt thôi anh em. Bốt hai người thì đều là ăn một mạng hết anh em. Tầm này gọi là sung quỹ hết. Thế là mình clear được team này nữa rồi. Thế chắc là cũng hết rồi anh em. Team này sao lại tự nhiên lại lòi ra đâu 4 tên nhở? Hơi sai sai. Thôi được rồi, đủ rồi anh em. Đi săn người tiếp nào. Ô, anh gì ơi, ui, anh gì ơi. Ui, lại là bot anh em, nắm bot thế nhở. Anh gì ơi, tai nạn thảm khốc xảy ra rồi. Bực thực sự. Ô, có thằng đang chạy, con bot kìa. Bot, anh ơi đi đâu vậy? Á đủ, ôi người à. Ôi người anh em ơi. Nằm này, ôi bạn ơi. Bạn bị cái gì vậy? Mình bắn bạn ở đấy xong bạn nằm nguyên ở đấy thì khác gì bạn bảo là anh ơi em, anh sơi em đi. Ôi buồn thay cho thanh niên anh em ạ. Quá buồn. À đủ, sao có người chạy kia? Ôi có một ông chạy trong nhà này. À rồi bắn mình rồi. Trời ạ, mình cứ trời ơi, tầm này cứ chạy xe mình cứ nghĩ là bot anh em ạ. Bắn mình rồi. Công vào luôn đây. Đi đâu rồi? Ồ. À chạy ra bên ngoài à? Rồi rồi rồi. Đây đây đây, mình lên trên này mình bắt bạn này. Bạn có chạy lên quận bạn ơi. Đây này, lên tầng 3 nhìn cho nó rõ luôn này. Bắn mình phát chạy luôn ạ. À. Đâu rồi? Đâu rồi thanh niên? À đủ. À đủ. Trời ơi, mình cũng lạy bạn. Ông ấy bắn cho mình đã một phát. Gọi là cứ sấy đã. Sau đó thì chạy. Ô. Oh. Có tiếng bên Atlantic anh em ơi. Chết cái nhẹ đã. Mẹ mấy cái ông này buồn cười thật. Nhưng mà sao team đâu hết mà này cứ chạy nè một mình nhỉ? Vô lý thực sự anh em ơi. Bên kia à? Được rồi. Mình uống nước xong thì mình sẽ công sang luôn anh em ạ. Cũng có thể là ông này cũng đang bắn nhau với cái team bên kia. Thấy mình đi qua thế là chùn. Đúng rồi, đang chạy ra mà. Rồi sấy nhau rồi. Rồi. Có thanh niên phải nằm xuống sớm rồi. À đủ. Bình tĩnh bạn ơi. Ui thấy cái gì trên này thế? Thấy cái gì ở trên này đây? À đủ. Này thì thấy cái gì trên này đây? Ui rồi ôi sao lại toàn tim lẻ nhở? Sao lại toàn tim lẻ vậy ta? Vô lý thực sự anh em ạ. Toàn mấy cái ông đi lẻ solo squad thôi. Cũng cùng chung chí hướng ạ. Thôi được rồi mình đi thôi. Bên trái có xe kìa. Đâm vào nhà. Á đủ. Á đủ con chuột chù. Hello bác tài. Đây đây dừng xe đây cho gọn gàng anh em ạ. Làm bình nước đã. Có phải full hiệu ứng thì mới chơi được anh em. Đây check thử quả bom này. Bom trên nóc nhà này. Cửa mở. Cửa trên tầng mở này. Một quả. Rồi có tiếng chân. À. Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy anh thanh niên? Thêm quả nữa cho bạn này. Đây là hàng. Á đủ. Trời ạ. Cũng chơi lại bom mình luôn anh em ạ. Hàng khuyến mại đây. Quả này quả khuyến mại nha. Quả khuyến mại này. Bây giờ ù tai thì mình sẽ đẩy lên. Ui quăng xịt rồi. Múa lửa đi bạn ơi. Trên nóc đúng không? Tiếng này chỉ có trên nóc thôi. Được rồi. Phải liều thôi anh em. Đẩy luôn này. Rồi trên nóc trên nóc. Hai tiếng chân. Hai ông cơ. Á đủ. Một ông nhảy xuống rồi. Nhảy xuống các bạn. Nhảy xuống là bạn sai rồi. Nhảy xuống là bạn sai rồi. Ông cứ nhảy xuống chưa? Nhảy xuống đi bạn. Bạn không nhảy xuống thì mình nên này. Ông này ngoài ban công chắc luôn. À không không không. Trên nóc anh em ơi. À ngồi kê. Ngồi kê với tôi à? Rồi rồi đứng cái ngồi kê. Đây này. Mình gọi là. Á đủ không nhảy lên nhở. Đây đây. Mình sẽ hướng dẫn anh em công cái chỗ này. Đậu phộng không lên nhở. Lên đi chứ. Đây rồi. Đây này. Ui rồi ôi anh em nhìn này. Ui rồi ôi. Ôi thôi. Xong mợ luôn rồi. Viên cuối cùng thì vào đầu anh em ạ. Hay vào người gì ta. Ở đấy mình bắn không hiểu sao nó chết nữa. Vô lý thực sự. Anh em thấy không? Công nhà về thế. Kê trên này mà trèo. Mà có cái cửa mở ra thì thôi. Anh em công quả đấy thì đúng là bá đạo luôn. Đấy. Trích hay đấy anh em. Còn mình đi thôi anh em. tù. Trời ạ, có hòn đá. Ôi. Ô. Ui, lộ rồi, chết rồi. Hai tên. Rồi, nốc một ông rồi. Nốc một ông rồi anh em ơi. Còn một ông dưới hòn đá nữa. Cho thanh niên này ăn viên M24 anh em ạ. M24 anh em ạ. Ui xịt rồi. Nào ngó ra. Ngó tôi này. Một đầu. Ui. Ăn một viên đầu rồi anh em. Yếu lắm rồi. Đây này. Cho bạn quả nết này. Này. Quả này thì không chột cũng què. Ui có tiếng xe. Có tiếng xe đằng sau. Có tiếng xe đằng sau. Rồi nốc rồi. Đồng đội. Chắc đồng đội của ông này đây. Tự mình vào trong này đã. Rồi công ra luôn rồi anh em ạ. Ui bị bắn kìa. Ui đúng thế. Wow. À chạy kìa. Ui. Ngồi trong vách tường rồi. Ngồi trong vách tường này. Thế nào ở đây hai team lận. Hai team đang combat anh em ạ. Một tên nữa này. Gạt luôn anh em ạ. Tầm này trên nhà có tiếng. Ui quẳng có bao quăng trượt ạ. Đậu phộng công luôn này. Tóc mình không xoăn bạn ơi. À ngồi góc này. Rồi clear. Bên ngoài vẫn có một team anh em ạ. Chỗ cái tròi. Vừa nãy mình đang định cho thanh niên này ăn viên M24 đây. Mà mình nhìn thấy cái gọi là thanh niên này ngon hơn anh em ạ. Được rồi, trên tròi đúng không? Trên tròi à? Bạn bơi vào đây. Bạn thử bơi vào đây xem. Rồi, ui dồi ôi, nhảy ra. Á đủ. Có thằng sát viền tường. Rồi. Còn một tên. Ui bạn nằm bên đấy thì bạn sai rồi. Vẫn nằm bên này. Rồi clear luôn anh em ơi. Đậu phộng. Thế là vớ vẩn đi qua cái khu này. Hốt được tận hình như là 4-5 mạng gì đấy. Đâu 6 mạng anh em ạ. Trời ơi. Nó lại còn cứ gọi là quá thơm cơ. Té thôi anh em. Đi ra cái thính. Mình ra cái thính. Như mình nhìn có thằng ở đây đúng không? Phải không ta? Đúng mà. Mình nhìn thoáng qua là đúng mà đúng không? Anh gì ơi. Có người ở đây đúng không nhở? Á đủ. Trong cảng còn. Á đủ. Nó bắn mình này anh em. À đây rồi. Tình ngư với tôi này. Bơi gì tầm này. Rồi trong đồi à trong cảng bắn mình. Bắn mình này, một viên. Bắn mình này. Ui dồi, 2 viên rồi. Trời ơi sờ náp vào đỉnh quá anh em ơi. Đây. Đẩy luôn anh em ạ. Thanh niên đang yếu máu. Phải tìm được ông này. Phải đẩy vào anh em. Ui đường này hơi khó nhở. Đâu rồi? À đây rồi. Bên phải mình. Tìm vào trong đến đây rồi. Nào. Bạn bước qua đời nhau này. Dám khèo à? Ông khèo tôi là ông sai rồi. Ông quá sai rồi. Mẹ mình đuổi thanh niên đấy từ bên ngoài cái chỗ đầu cầu vào đến mãi trong này luôn anh em ạ. Ok đấy. Cái này tạm ổn rồi. Có gì không? Rồi. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đi rồi. Ra lấy cái xe của mình. Trong này không có xe rồi. Ô. Cái gì đấy? Ui 2 ông đang nằm ạ. Nằm cái gì ở đây? Một ông. Nào. Nằm cái gì đây? Ui. Quả này mà không trúng ạ. Ui thôi rồi. Ui. Trời ạ, phí thế. Ông kia nằm im mà mình vẩy vào thứ 2 không trúng anh em ạ. Phí. Phải đẩy thôi anh em. Sao lại có 2 ông nằm trườn ở đây nhở? Rồi cứu nhau rồi. Nào bạn thò qua ngọn cây đi. Đang ngồi cứu nhau rồi anh em. Cứu nhau à? Thì hiện tại thì cái nick này á đủ. Đang định quảng cáo thì bạn bắn mình. Bạn sai rồi. Bạn sai thật rồi. Đây. mình vòng qua đầu này thì chắc chắn là bạn chết với mình rồi. Làm sao mà thoát được. Đây này, đang chạy kìa. Úi dồi ôi kìa. Đã đủ. Cái này thì bắn tôi này. Cái này thì bắn tôi này. Một ông. Còn ông nữa. Cái này thì bắn tôi này. Hai ông. Clear rồi anh em ơi. Quá easy. Thì hiện tại thì cái nick này thì mình cũng đang bán ở trên shop mình nha. Anh em nào mà có nhu cầu xúc con ác này thì hãy ghé qua shop linhatm.com. Trên đấy thì mình có để full ảnh đấy anh em. Nên đấy mà lựa ác thôi anh em. Cáo tí hi hi. Kiếm gọi là thêm vài đồng để ăn Tết anh em ạ. X8 này. Đổi cái X8 đã anh em. Thơm rồi. Ui ngoài bo bất rồi. Còn 3 tên nữa thôi. 29 kill. Ui hợp lý anh em ạ. Đây đây đây. Mình vào trong cái ui bo trên đỉnh đồi ạ. Từ từ đã. Mình sẽ dừng ở đoạn chân đồi anh em ạ. Sau đó thì mình đi bộ lên. Đề phòng là nếu mà có một team ấy thì mình còn không bị lộ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dừng chỗ này hợp lý này. À đủ. Ui mất nhiều máu thế. What the fuck. Sao lại nhảy. Ui chụt. Cái định mệnh. Cái định mệnh.